Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Đây là video quay lại cái nguyên liệu nứa làm sao. Đây, nứa đây. Hàng ngàn cây. Và hàng ngàn cây này là hàng ngàn cây sẽ cho ra đây để thanh lọc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những cây nứa này là những cây nứa không đảm bảo để làm cho những cây sáo tốt. Nếu có cố làm thì nó ra những cây nó âm, nó không ra gì cả. Cho nên là quyết định thanh lọc. Đây, những cây này là quyết định rồi. Chốt hạ, lọc ra. Nếu có cố làm thì nó ra những cây sáo nó cho cái âm nó chán lắm. Cho nên là đập đi, cho vào nạp củi. Các bạn nghĩ làm sáo thì bán những cây sáo đắt tiền thì là chắc ngon ăn lắm, nhưng mà thực ra là nguyên liệu nhập về cũng có lấy được hết đâu. Nhiều cây nó cũng không đủ độ dày đấy. Rồi nó không đủ độ ra, méo mó, phải lọc ra như này. Đấy, nhìn thoáng qua này thì rất đẹp, nhưng mà đến lúc làm sáo nó sẽ ra cây âm nó không ra gì cả. Những cây này nếu mà đem ra làm sáo thì chỉ có bán ở vỉa hè được thôi. Thì tức là chủ yếu là để gọi là để trang trí về hình thức thôi, chứ sẽ không ra được một cây sáo hay. Cho nên là quyết định là phải đốt. Thực tế là như thế, những người làm sáo thực tế là như vậy đấy.